Chị chào em. Em giới thiệu về bản thân mình đi. Em là Trang. Em ở Hà Nội đúng không? Em hiện tại đang làm ở đâu nhỉ? Em. Tình trạng của em trước khi đến với nha khoa là như thế nào? Trước đây em có hủ dữ ấy ạ. Nhưng mà được một thời gian thì nó có những cái cảm giác bị khô miệng với là nó bị bong chóc lớp đấy xong rồi mất nhìn mất thẩm mỹ. Và trong thì em bị xô lệch không đều. Thì đó là lý do để em quyết định là làm lại bộ răng của mình đúng không? Hiện tại bây giờ em có hài lòng với cái hàm răng mới của Kim không? Em hài lòng ạ. Trước đây em chụp ảnh em chỉ dám chụp một góc phía một bên thôi, chứ không dám chụp chính diện đâu, tại vì là răng nó không đều ấy ạ. Bây giờ thì mình đã tự tin. Em có thể dùng một từ để nói lên cảm xúc của em hiện tại bây giờ không? Em cảm thấy rất là vui và vừa ý với cái hàm răng của mình. Lúc đấy em phủ sứ đúng không? Thì em thấy những cái vấn đề phủ sứ nó có cái hại gì đối với hàm răng của mình không? Em chia sẻ rõ hơn cho các bạn không? Lúc em xem mấy báo cáo ở trên mạng ấy ạ, thì thấy nó phủ sứ lúc làm được một thời gian thì nó cảm giác bị hôi miệng và nó bị bong chóc các lớp phủ này bên ngoài bên nợ. Thế tại sao em lại chọn nha khoa Vân Phượng là nơi để mình chỉnh sửa cái hàm răng của mình? Thật ra là lúc mà em tìm hiểu thì cũng có lên các hội nhóm để tìm hiểu thì cái review của nha khoa Vân Phượng rất là tốt ạ. Em có lời khuyên nào cho những bạn mà đang có ý định phủ sứ như em ở lúc mà lúc trước đây không? Đã từng trải qua rồi nên là em ý là các bạn không nên làm trừ cái phương pháp đấy, tại vì nó ảnh hưởng khá là nhiều đến răng của mình. Em có giới thiệu các bác Vân Phượng cho người thân hay là bạn bè mình để làm các dịch vụ tại nha khoa không nhỉ? Chắc chắn rồi ạ. Rồi chị thay mặt nha khoa cũng xin cảm ơn em. Chúc em có nhiều thành công trong cuộc sống với hàm răng mới như này nhá. Em cảm ơn chị, cảm ơn nha khoa ạ. Sứ tế phủ sứ của bạn ấy thì là ngoài cái việc cái con phòng mỹ của mình ra thì nó có ảnh hưởng đến ô nhiễm hay là ô nhai hay là vấn đề gì hay là chỉ phòng mỹ nó có gây viêm lợi ạ, viêm lợi và miệng ạ. Bây giờ so sánh giữa cái răng hiện tại và cái răng trước đây thì có thể bạn thể miêu tả như là cái răng bây giờ là răng lúc xưa. Em nghĩ là nó không so sánh được đâu ạ. Tại vì hiện tại bây giờ thì em thấy rất là hài lòng. Em có hài lòng với chuyên môn của bác sĩ của nha khoa với lại phục vụ của bên nhân viên của nha khoa không? Các bác sĩ rất là tận tình, rất là vui vẻ, cảm giác thân thiện, chăm sóc thì rất tốt ạ. Thì lúc mà em hôm đầu em lên về đầu tiên về thì cũng có nhân viên vừa hộ nào có gọi điện về hỏi thăm chỉ cho em cách vệ sinh ạ. Vệ sinh răng miệng cứ 6 tháng lần mình qua nha khoa để mình vệ sinh định kỳ ấy nhé. Lịch của em. Em nghĩ nha khoa Vân Phượng là một cái địa chỉ rất là tin cậy để cho các bạn có ý định làm răng thì chúng ta hãy đến đây. Cảm ơn.